À, đây là cầu Sông Cái Bé và Sông Cái Lớn này các bạn. Từ cầu Sông Cái Bé Cái Lớn đó, thì chúng ta sẽ đi quẹo bên tay trái. Bọn mình đó, đi từ thành phố Rạch Giá. Xa xa đó là cầu Cái Lớn đó các bạn. Phía dưới là ruộng khóm, các rẫy khóm và các dừa. Hôm nay mình sẽ vô ruộng khóm để mà chặt khóm cho các bạn xem nhé. Ruộng khóm mà các bạn đang nhìn thấy con đường này á, thì có rất nhiều chỗ bán khóm và bán hải sản. Nếu mà có việc đi ngang con đường này á, thì các bạn có thể mua để mà chia lại cho gia đình bạn bè gì đó. Ở phía trước đó có một con đường để mà đi xuống cái ruộng khóm, mình sẽ đi xuống, mình không có đi qua cầu Cái Lớn nha các bạn. Ở đây thì chủ yếu là nông dân trồng khóm, trồng cao và dừa nè các bạn. Ở đây là hai bên đường mà đi vô nơi mà mình sẽ vô để mà thu hoạch khóm nè. Đây là quen đường này các bạn. Cây khế ở miền quê này các bạn. Đây là con sa bô. Đây là cái xuồng để mà chút nữa mình đi tham quan vườn khóm nè. Dạ. Con đang quay cái clip nhỏ nhỏ. Đây là vườn khóm nhà của cô. Hỏi nhà của cô nè. À, mình sẽ đi ra qua đây để mà mình kéo cái đầu cái xuồng này nè, để mà cho nó thẳng lại mình, để mà mình có thể di chuyển được. Đây gọi là xuồng mica. Ngày xưa thì người ta hay xài xuồng bằng cây á, bằng gỗ rất là chắc chắn. Hiện giờ xài xuồng mica thì nó rất là nhẹ nhưng mà nó rất là lắc. Xuồng này gọi là xuồng ba lá của miền Tây, nó rất là lắc đó thấy các bạn. Đắt cực kỳ. Khi mà ngồi xuồng á, thì đặc biệt đối với xuồng này á, thì các bạn phải ngồi đúng trọng tâm ở giữa, và tay nếu mà những người nào mới á, thì phải tay thì phải để sang hai bên ha, mỗi bên một tay để mà cho nó giữ đúng trọng tâm, mọi người phải nằm ở giữa thì nó mới chắc ăn. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Hôm nay mình sẽ đi thăm ruộng khóm nè. Khi mà ngồi á, thì các bạn đó phải ngồi ở giữa, hạ thấp trọng tâm xuống, hai tay thì phải cầm hai bên be. Để có dịp mình sẽ quay một cái clip để mà hướng dẫn cách bơi cái loại cái xuồng này nè. Xuồng này thì cũng dễ bơi thôi các bạn, nhưng mà các bạn bơi phải đúng chiều thì xuồng nó mới đi, còn nếu không bơi đúng chiều á thì xuồng nó cứ quay vòng vòng á, thì
chúng ta cứ bơi một chỗ thôi chứ cũng chẳng thể đi đâu được hết. Ở đây mình cũng có thể đi bộ ở phía trên luôn, do giường của cô chỉ có hai cái lift thôi nên mình chỉ đi bằng xuồng thôi. Ở phía trong thì đi không được, còn bên phía đây thì là của người khác thôi. Khóm thì rất là thích hợp với đất phèn, ở đây càng phèn càng phèn càng nhiều thì khóm càng tốt, năng suất của trái khóm nó mới rất là cao. Coi chừng chúng nè, đừng có ấy nha, để hai tay hai bên. Ở đây thì có dừa, khóm, ở đây là cây cà na nè, các bạn mà có ăn cà na thì các bạn sẽ thấy cái cây này, phía trên gọi là hoa mua. Đây cái này thì ăn được nè, có cái hoa này là ăn được, rất là ngọt. Để mình ăn thử cho các bạn nhé. Vườn nhà cô thì hơi xa, khoảng cỡ 100 mét đó các bạn. Do cái vườn cao này thì cũng đã có tuổi nên dù mặt trời có nắng đi nữa thì cũng không có đến nỗi nào, chúng ta có thể đọc khỏi nỗi nóng cũng được. Đây ở miền Tây người ta gọi cái này là cái líp, từng cái líp nhá. Còn ở miền ngoài gọi như thế nào thì mình cũng không có được gành lắm. Hôm nay thì mình mới chở cái bạn ấy đó. Nhện không à? Bình thường thôi. Cầm cái ra trước trong ông đi, dở dính nhện chưa nè. Sao vui không? Đây là từng clip khóm nè. Mình bơi vô một tay này nè các bạn, còn một tay còn lại thì mình cầm mình đang quay đây. Ở đây là không phải không có cái dầm, chín đó, không có cái dầm để mà bơi nữa, mình chỉ cầm cái cây để mình đẩy sang hai bên thôi. Đó khóm đấy các bạn. Do cái mùa này thì mình đi cũng không có ngay cái mùa thu hoạch nữa mà hiện giờ mình cũng không có thấy cái trái nào gọi là có cái khóm chín để mà thu hoạch nữa, nhưng mà không sao, dù sao đi nữa thì đi cũng rất là vui rồi. À phía dưới đây có một ốc nè, gọi là ốc đồng nè các bạn. Ốc thì có hai loại, một là ốc ở trong vườn thì thường có ốc u vàng với ốc đồng. Cách cái cách phân biệt là các bạn có thể mở. À ở phía dưới là có một cái để mà người ta đặt các loại cá. Đó là một cái gì mình cũng quên cái tên này. Nhưng mà nó dùng để bẫy các loại cá. Rồi, khóm nè. Đâu? Đâu đâu? À, chuồng chuồng hả? À đây nè. À
à, chuồn chuồn. Cái đó là trứng ốc á, cái màu hồng hồng đó các bạn là loại trứng ốc. Đây là một cái ruộng khóm nè, đây là mình đang quay cái ruộng khóm mà ở đất cậu luôn nhé. À, ở phía sau đó là có một cái trái khóm nó đã vàng cái đuôi rồi đó các bạn, thì cái đó khoảng đi một tuần nữa có thể thu hoạch, bây giờ cũng thu hoạch cũng được rồi, nhưng mà do là cái gọi là trái đầu mùa này thì thật sự đó, thì khi mà thu hoạch đó thì nó chỉ có một số trái thu hoạch được thôi. Ở đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cái loại khóm này. Đây ở đây là có mấy cái cây con nè, người ta có thể chiết cái cây này ra để mà đưa từng cái bụi này để trồng những cái trồng mới. Cái xuồng nó trôi đâu mất tiêu rồi. Dạ. Mình sẽ kéo cái xuồng đi tiếp nè các bạn. Kéo vợ. Ốc nào? Ủa, có thấy đâu? Ủa, nãy ở thấy ở trong nhiều mà. À, sắp tới nơi rồi. Đây, chúng ta đã về tới chỗ rồi. Đã tới nơi rồi. Kéo cái xuồng đi luôn. Xuồng này thì rất là nhẹ, chứ còn xuồng này trước đây thì chắc khéo không nổi đâu. Đây là vườn bưởi nha cô. Ủa cô, cái bưởi này là bưởi da xanh hay là bưởi gì ta? Bưởi ruột đỏ hả? Mà ở đây mình trồng trúng không cô? Có hai cây nè. À. Rồi sao bà biết trái nào là chín với cái nào không chín cô? Rõ, rõ là nó kêu hả? Cốc. Wow. Đây là cây cốc nè các bạn. Ồ, vậy là nó hết mùa rồi hả? À. Kìa đó, kìa cốc chín kìa. Ôi, con xin trái hai trái hả? Trơn ngọt ngay hả con ơi, không phải chua với người ta đâu. Con xin hai ba trái chín nè. À. Chín là sẽ sâu. Đây là cái cốc nhà của con nè. Đâu con thấy nào đụng nào bự đâu, chỉ cho con móc nha. Ờ. Đâu đụng nào bự. Là trái thịt bưởi á. Tao không thấy được. Tại vì khóm chỗ cô mình thì không có. À, đây là thành quả mà khi mà mình đi vườn khóm nè các bạn. Có cốc nè, bử nè, khóm.